Mười vạn câu hỏi vì sao bệnh cảm lạnh? Cảm lạnh còn gọi là cảm phong hàn, là một bệnh lý thường gặp ở vùng nhiệt đời nóng ẩm. Cảm lạnh có các biểu hiện thường gặp như nhức đầu, ngạt mũi, chảy nước mũi, có thể ho và đau rát họng. Một, cảm lạnh là gì? Cảm lạnh là một loại bệnh viêm đường hô hấp phổ biến vào mùa lạnh. Nguyên nhân do người bệnh bị nhiễm các loại virus chủng gia nầu virus hoặc enterovirus 2. Hai, cảm lạnh lây nhiễm như thế nào? Thông thường virus xâm nhập vào cơ thể thông qua mắt, mũi, miệng hoặc tiếp xúc với các giọt bắn trong không khí của người bệnh cảm lạnh có thể lây từ người này sang người khác qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh nước bọt dịch mũi nước tiểu phân bệnh cảm lạnh dễ lây nhất trong hai ba ngày đầu tiên của chu kỳ bệnh 3. khi nào có bệnh cảm lạnh bệnh cảm lạnh thường xuất hiện khi thời tiết chuyển lạnh và trời mưa vào thời điểm giao mùa thường là cuối mùa hạ và đầu mùa thu đông y gọi là mùa trường hạ nhiệt độ giữa ban ngày và đêm chênh lệch nhau nhiều nắng gắt ban ngày lạnh về sáng và đêm Kết hợp với độ ẩm giảm dần, không khí khô hanh, nền các tác nhân gây bệnh như virus vi khuẩn sẽ có cơ hội phát triển mạnh hơn. Đây cũng là mùa dễ mắc bệnh cảm lạnh. Ở nước ta, thời điểm mọi người dễ mắc bệnh cảm lạnh càng cúm và trẻ em bị ốm nhiều nhất chính là mùa tự trường, cuối tháng 8 và đầu tháng 9. 4. Nguyên nhân gây ra bệnh cảm lạnh. 1. Nguyên nhân chính gây bệnh cảm lạnh là do virus gây ra, trong đó phổ biến nhất là các virus thuộc chủng rhinovirus hoặc enterovirus. 2. Do hệ thống miễn dịch kém. Người có sức đề kháng yếu, thể trạng cơ thể yếu dễ bị cảm lạnh. 3. Do tuổi tác, người già và trẻ em nhỏ dưới 6 tuổi dễ bị cảm lạnh nhất. 4. Do thói quen sinh hoạt không tốt như lười vận động, hút thuốc lá nhiều và lạm dụng rượu bia. 5. Triệu chứng và diễn biến của cảm lạnh. Ban đầu người bị cảm lạnh cảm thấy nhức đầu, đau mỏi cơ thể, có biểu hiện sốt nhẹ, kèm theo hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, chảy nước mắt, ớn lạnh dọc xương sống, chân tay lạnh. Thời gian ủ bệnh khoảng một ngày, người bệnh đột một sốt cao, rét run, đau rát họng nặng, triệu chứng thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Sau đó giảm sốt, người bệnh mệt mỏi, đau đầu dữ dội, đau các khớp, mất sức, da khô nóng, mắt đỏ mờ mắt, rát họng, hoặc có đờm, sổ mũi, đôi khi chảy máu cam, miệng đắng, chán ăn và buồn nôn. Sau từ 5 đến 7 ngày các triệu chứng giảm dần, tuy nhiên cần đề phòng các biến chứng dễ xảy ra. 6. Biến chứng của cảm lạnh Cảm lạnh nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như một Viêm phế quản, viêm phổi cấp dẫn đến khó thở 2. Viêm xoang cấp và mãn tính 3. Viêm tai giữa, các triệu chứng viêm tai phổ biến thường là Cảm thấy áp lực đè nặng trong tai, đau một hoặc cả hai bên tai, dịch mù chảy ra từ tai, suy si giảm thính lực cú tai 4. Các nhiễm trùng thứ cấp khác, viêm đa xoang, viêm thanh quản 6. Phân biệt cảm cúm và cảm lạnh cảm cúm và cảm lạnh là hai bệnh lý khác nhau, tuy nhiên lại có những triệu chứng tương đồng nhau nên rất dễ nhầm lẫn. Các triệu chứng của cảm cúm cũng tương tự như bệnh cảm lạnh, tuy nhiên triệu chứng thường nặng hơn và kéo dài hơn. Triệu chứng của cảm cúm thường kéo dài và đi kèm với sốt run dậy, đau cơ. Triệu chứng cảm lạnh thường ngắn hơn, thường chỉ đi kèm với tình trạng chảy nước mũi và sốt nhẹ. Bệnh cúm là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, gây ra bởi nhóm vi virus cúm chủ yếu là hai chủng virus cúm Anh và B gây ra. Bệnh cúm thường có tốc độ lây lan khá nhanh và chủ yếu lây qua đường hô hấp. Có nhiều chủng virus rút cúm có thể gây bệnh vừa hoặc lây lan mạnh thành đại dịch. Phụ nữ mang thai nếu mắc cúm sẽ dễ mắc phải các biến chứng nghiêm trọng như viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi và những bất thường cho sản phụ và thai nhi. Chính vì vậy người bệnh cần phân biệt cảm lạnh và cảm cúm để có biện pháp điều trị tích cực ngay từ đầu và tránh các biến chứng nguy hiểm. 7. Buồn nôn tiêu chảy có phải là dấu hiệu cảm lạnh không? Có, virus thuộc họ adenovirus có thể gây ra các triệu chứng đường tiêu hóa như buồn nói, buồn nôn, tiêu chảy nhẹ ở em bé. Một số thuốc dùng điều trị triệu chứng cảm lạnh có thể gây ra tác dụng phụ là rối loạn hệ tiêu hóa, cũng gây ra nôn, buồn nôn hoặc tiêu chảy. 8. Có phải chúng ta chỉ bị cảm lạnh vào mùa lạnh không? Đúng, mùa đông tới, người dân thường mắc cảm lạnh và cảm cúm nhiều hơn. Không khí lạnh làm hỏng phản ứng miễn dịch xảy ra bên trong mũi, sức đề kháng của chúng ta suy si giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn virus xâm nhập vào cơ thể nên dễ mắc bệnh cảm hơn. 9. Vì sao em bé thường xuyên bị cảm lạnh? Cảm lạnh là bệnh lý rất phổ biến ở trẻ, nhất là trẻ nhỏ trong độ tuổi 1 đến 2 tuổi. Trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ có thể bị cảm lạnh 8 đến 10 lần trong một năm. Nguyên nhân chủ yếu do hệ miễn dịch của trẻ em yếu, trẻ thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh, trẻ tiếp xúc với đồ vật, đồ chơi có chứa vi rút gây cảm lạnh. Người lớn bị cảm lạnh chạm vào mũi, miệng của mình, rồi tiếp xúc trực tiếp với bé vô tình lây bệnh cảm cho bé. 10. Có thuốc đặc trị bệnh cảm lạnh không? Không, không có thuốc đặc trị bệnh cảm lạnh, cũng không có vắc phòng ngừa bệnh này. Có hơn 250 loại virus có thể gây ra bệnh cảm lạnh, mỗi vùng miền lại có thời tiết khí hậu khác nhau nên bệnh cảm cũng khác. Việc điều trị bệnh cảm lạnh chủ yếu là điều trị triệu chứng và nâng cao sức đề kháng của cơ thể để đẩy lùi bệnh. 11. Bệnh cảm lạnh có tự khỏi à. được không? Thông thường bệnh cảm lạnh có thể tự khỏi nhờ cơ chế tự phục hồi của cơ thể trong vòng từ 7 đến 10 ngày đối với người lớn và 10 đến 15 ngày đối với trẻ nhỏ mà không cần sử dụng thuốc. Tuy nhiên trong quá trình mắc bệnh, người bệnh đặc biệt là trẻ nhỏ thường bị bội nhiễm ở mức độ nghiêm trọng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm xoang, họ tức ngực khó thở cần được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế. 12. Chữa cảm lạnh thế nào cho hiệu quả? Vì đặc điểm gây bệnh cảm lạnh là do virus nên không có thuốc đặc trị, phương pháp điều trị cảm lạnh chủ yếu dựa vào việc tăng sức đề kháng cho cơ thể và hỗ trợ điều trị triệu chứng của bệnh. Sau đây là một số phương pháp giúp điều trị cảm lạnh tại nhà. 1. Chữa cảm lạnh theo kinh nghiệm dân gian. Trong dân gian nước ta có lưu truyền nhiều cách chữa trị cảm lạnh độc đáo và hiệu quả, dưới đây là một số phương pháp bạn có thể áp dụng cho mình cũng như người nhà. 13. Uống trà gừng có chữa được cảm lạnh không? Có, uống trà gừng là cách đơn giản để chữa cảm lạnh rất hiệu quả. Khi cơ thể bị nhiễm lạnh, uống một tách trà gừng nóng là cách tuyệt vời để giữ cho cơ thể đủ nước và cải thiện các triệu chứng khó chịu của bệnh. Gừng có thể ngăn ngừa cảm lạnh, làm dịu cơn đau họng, thông nghẹt mũi và giảm viêm rất tốt. Mỗi lần dùng 15 đến 30g gừng tươi, rửa sạch đập dập, thêm nước đun sôi hoặc cho vào ấm pha trà. Đổ nước sôi hãm trong 10 phút, thêm đường hoặc mật ong uống khi trà còn nóng. Ngày uống 2 lần. 14. Sông hơi có chữa được cảm lạnh không? Có, sông hơi là cách chữa cảm lạnh theo kinh nghiệm dân gian. Dân gian thường dùng các loại lá có chứa nhiều tinh dầu như lá bưởi, chanh, xả, hương nhu, ngải cứu, lá tía tô. Kết hợp với nhau nấu nước sông có tác dụng thông mũi họng, giải cảm, tán hàn, thải độc, cải thiện sức khỏe. Hãy mỗi loại lá thảo dược một nắm to gồm lá bưởi, lá chanh, lá xả, hương nhu, ngải cứu, lá na. Rửa sạch cho vào nồi, đổ ngậm nước đun sôi từ 5 đến 10 phút. Tắt bếp và bắc ra để bên cạnh người bệnh. Dùng chăn mỏng trùng ký người sao cho giữ được hơi từ nồi lá sông. Mở hé nắp nồi cho hơi từ từ bay vào người. Trong khi sông hơi, người bệnh nên hít sâu thở chậm, mồ hôi từ từ thoát ra chán, tay, chân và toàn thân. Sông hơi trong thời gian 10 phút, nếu cảm thấy mệt thì dừng không sông nữa. Dùng khăn khô lau mồ hôi, thay quần áo khô rồi nằm nghỉ. Lưu ý, trong trường hợp cảm lạnh mà người ra nhiều mồ hôi thì không nên xông hơi vì dễ làm mất nước hại sức khỏe hơn. Trước khi xông hơi, nên uống một chút rượu gạo giúp ôn ấm tỳ vị nội tạng để tránh hàn nhiệt xâm nhập. Phương 15, cạo gió có chữa được cảm lạnh không? Có, cạo gió cũng là một phương pháp chữa cảm lạnh rất nhạy. Chúng ta có thể chuẩn bị dụng cụ là một đồng xu tròn hoặc một muỗng kim lại có cạnh tròn, cao xoa hoặc dầu nóng. Thực hiện đơn giản như sau. Bước 1, bôi dầu hoặc cao, sau đó dùng tay chà sát dọc hai bên cột sống và cổ vai gáy. Bước 2, dùng cạnh của đồng xu hoặc muỗng cạo một chiều với áp lực vừa phải, cạo từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài. Khi thấy vùng cạo đỏ tía thì chuyển sang cạo chỗ khác. Làm lần lượt từ sống lưng ra hai bên, từ trên cổ xuống vai gáy, men theo các xương sườn. Làm xong đằng sau sẽ chuyển qua đằng trước. Lưu ý, phương pháp cạo gió không áp dụng cho người huyết áp thấp. Có thể đánh gió bằng phương pháp lòng trắng trứng gà và một sợi dây chuyền bạc bọc trong vải mỏng cũng rất hiệu quả. Phương pháp 16. Đánh gió bằng lá cây có chữa được cảm lạnh không? Có, dùng lá cây đánh gió là phương pháp trị cảm lạnh cực hay của người miền Bắc. Chúng ta hái một nắm lá na, để sóng đôi đầu vào cùng rõ rệt, rồi cột chặt lại. Chuẩn bị thêm một ngọn đèn dầu hoặc một cây nến và một nửa bát rượu trắng. Cách làm như sau. Hơ nóng phần cuồng lá trước đèn. Nhúng nhanh vào rượu, tiến hành miết với lực vừa phải, đánh dọc những vùng cảm thấy bị lạnh và đau nhức. Phương pháp tiến hành như phương pháp cạo gió ở trên. Có thể dùng lá ngải cứu hoặc lá trầu không để đánh gió. Công dụng tương tự như đánh bằng lá na. 17. Chữa cảm lạnh bằng thuốc nam như thế nào? Bên cạnh phương pháp sông hơi, cạo gió, các bài thuốc nam dân gian, trị cảm lạnh cũng rất tốt. Sau đây là hai bài thuốc nam đơn giản chúng ta có thể làm ngay tại nhà. Bài 1. Canh gừng nóng giải cảm. Chuẩn bị 15 gam gừng tươi, 15 gam hành củ tươi, hai quả trứng gà. Cách làm. Gừng tươi rửa sạch sắt lát, hành lá rửa sạch thái nhỏ. Cho gừng và hành vào nồi thêm 500ml nước sạch, nấu sôi thì đập trứng gà vào, nấu thêm 3 phút thì tắt bếp. Ăn khi còn nóng, ngày là một lần, ăn trong vòng 3 đến 5 ngày. Bài 2, ngũ vị gia giảm thang nhẹ nhàng giải cảm. Mỗi ngày dùng, gừng tươi 10g, lá che 6g, tía tô 10g, kinh giới 10g đường đỏ 30g, tất cả làm thành một thang. Rửa sạch các vị thuốc để cho rào nước, cho tất cả vào ấm, đổ cho ngập nước. Đun sôi 15 đến 20 phút rồi cho đường đỏ vào, đun thêm 5 phút nữa thì tắt bếp. Uống khi còn nóng, ngày uống 2 lần, uống liên tục trong một tuần để đạt kết quả tốt. 18. Điều trị cảm lạnh bằng thuốc Tây như thế nào? Khi tất cả các liệu pháp chữa cảm lạnh dân gian ở trên không mang lại hiệu quả hoặc bệnh tình, của người bệnh trở nặng hơn, bạn nên đến các trung tâm y tế để được thăm khám và cho lời khuyên điều trị. Lúc này bác sĩ sẽ kê đơn cho bạn một số thuốc điều trị anh thuốc làm thông mũi chống nghẹt mũi gồm các thuốc kích thích thần kinh giao cảm đường uống như Coselzofedrin, ephedrine và thuốc dùng quả mũi dạng nhỏ hoặc xịt oxymetazoline, oxymetazoline, nafazoline. Các thuốc này có hiệu quả nhanh nhưng có thể gây ra một số triệu chứng như mất ngủ, đau đầu, buồn ngủ. Không nên dùng thuốc chống nghẹt mũi cho trẻ dưới 2 tuổi. B. Thuốc kháng histamin. Đặc điểm của thuốc kháng histamin là gây hạn chế tiết dịch đường hô hấp, giảm phù nề niêm mạc hô hấp, giảm nghẹt mũi và chống dị ứng. Các thuốc kháng histamin thế hệ một (Elamipram, Clomipram, Clorpheniramin) giúp an thần giảm chảy nước mũi hắt hơi, nhưng có thể gây tác dụng phụ như buồn ngủ, chóng mặt, rối loạn tâm thần, vận động nên cân nhắc trước khi sử dụng. Các thuốc kháng histamin thế hệ 2 (Ketotizine, Fexofenadine, Loratadine, Fexiloratadine) có thể ngăn hắt hơi sổ mũi và ít gây buồn ngủ. C. Các thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng Trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng đau đầu, nóng sốt mệt mỏi, đau cơ, có thể dùng thêm các loại thuốc giảm đau hạ sốt hỗ trợ. Nhóm thuốc Vazaketamol và, và nhóm giảm đau kháng viêm. Không sở tê dô ít ecpizin, một bu cờ zofen, đi cờ lo nắc có tác dụng hạ sốt giảm đau tốt. Khi bệnh nhân có hiện tượng đờm nhiều và ho, có thể uống thêm thuốc long đờm, tiêu đờm, giảm ho. 19. Có nên dùng kháng sinh để điều trị cảm lạnh không? Vì đa phần bệnh cảm lạnh là do virus gây ra, thông thường chúng ta không nên dùng kháng sinh để điều trị. Trong trường hợp cảm lạnh do nhiễm khuẩn kèm theo dấu hiệu đau quanh mặt và mắt, viêm họng, hậu ra chất nhầy đặc màu vàng hoặc màu xanh lá thì nên dùng thuốc kháng sinh để hỗ trợ điều trị bệnh tránh biến chứng nặng hơn. 20. Vì sao trẻ sơ sinh bị cảm lạnh không được dùng thuốc kháng histamine thế hệ 1? Ồ, đối với trẻ nhỏ, cẩn thận trọng khi sử dụng thuốc, không nên dùng thuốc thông mũi và thuốc kháng histamine thế hệ 1 cho trẻ sơ sinh. Vì chúng có thể gây ức chế thần kinh trung ương, rối loạn tiêu hóa và chậm phát triển trí tuệ. 21 vì sao cảm lạnh không nên dùng thuốc kháng histamin thế hệ 1? 7. Các thuốc kháng histamin thế hệ 1 thường gây ra buồn ngủ và mất tập trung tinh thần, vì vậy không nên dùng cho những trường hợp làm việc cần sự tỉnh táo như học tập, lái xe và vận hành máy móc. 22. Bị cảm lạnh có được ăn tôm cá không? Không nên. Tôm và các loại hải sản chứa nhiều histamin, gây dị ứng, ngứa và làm tăng tình trạng viêm niêm xoang. Với những người đang bị nghẹt mũi, sổ mũi do cảm lạnh thì chắc chắn phải kiêng thực phẩm này. 23. Vì sao khi bị cảm lạnh, không được ăn đồ cay nóng? Với người đang bị cảm lạnh, thức ăn cay nóng sẽ khiến cơ thể bị sốc nhiệt, chảy đờm, khó thở và khiến bệnh trở nên nặng hơn. Do đó, tuyệt đối không nên ăn đồ cay khi đang bị cảm lạnh. 24. Vì sao khi bị cảm lạnh, không được ăn đồ lạnh? Các thực phẩm lạnh như kem, các loại nước ướp lạnh, thực phẩm để trong tủ lạnh, đặc biệt là nước đá làm cho cơ thể dễ bị nhiễm khuẩn khi ăn vào, bệnh cảm trở nên nặng hơn. 25. Làm thế nào để phòng ngừa cảm lạnh? Cảm lạnh là bệnh của thời tiết, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng các biện pháp đơn giản sau. Một, uống đầy đủ nước, bổ sung thêm nước trái cây, cánh súp nóng để giảm nghẹt mũi và ngăn ngừa mất nước. Nên bổ sung thêm các vitamin khoáng chất như vitamin C, kẽm để tăng đề kháng, cải thiện hệ thống miễn dịch, giúp chống lại cảm lạnh tốt hơn. Các loại trái cây, cam, chanh, nho, táo, rau xanh rất tốt cho sức khỏe. 3. Thường xuyên tập thể dục để nâng cao thể lực. Hạn chế sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích khác làm suy giảm sức khỏe. 4. Thường xuyên rửa mũi, nhỏ mũi bằng dung dịch Natri không phải 0,9 giúp sát khuẩn, làm mềm chất nhầy và sạch thông thoáng mũi hết nhanh nghẹt mũi. 5. Làm ấm phần xoang mũi bằng cách tắm nước ấm, đắp gạc ấm lên mũi hoặc xông mũi bằng các bài thuốc lá dân gian, lá bạc hà, tinh dầu tràm, gừng. 6. Vệ sinh sạch sẽ môi trường sinh sống, thường xuyên tắm rửa, rửa tay sát khuẩn bằng xà phòng để loại bỏ mầm bệnh. 7. Luôn giữ ấm cho cơ thể Khi thời tiết chuyển lạnh đặc biệt vào mùa đông, phải mặc quần áo ấm, đeo tất chân, bao tay quàng khăn kín cổ, đeo khẩu trang giữ ẩm mũi là cách phòng ngừa cảm lạnh hiệu quả nhất. Trên đây là những câu hỏi thường gặp về bệnh cảm lạnh. Chúc anh chị em phòng ngừa và điều trị thành công bệnh cảm lạnh. Có sức khỏe dồi dào, thành công trong công việc và gia đình hạnh phúc viên mãn. Ấm đăng ký kênh Dược Sĩ Luận để biết nhiều điều hay mỗi ngày. Hãy chia sẻ ngay điều hữu ích này để giúp đỡ được nhiều người hơn nha. Cảm ơn và hẹn gặp ở video tiếp theo.